Trước mắt của các bạn đây là một chiếc Winner thế hệ mới nhất. Và chiếc xe này đã có những cái sự thay đổi đáp ứng đúng cái nhu cầu của khách hàng mong muốn hơn. Nhưng nó vẫn thiếu đi những cái linh kiện cần thiết cho chúng ta khi mà chúng ta vận hành một cái chiếc xe. Chính vì vậy mà hôm nay Shop 2 Bánh làm video clip này để gửi những cái món phụ tùng, những cái món linh kiện còn thiếu trên chiếc Winner X này đến với những cái khách hàng thân yêu của chúng ta. Bắt đầu sẽ là những cái món sản phẩm mà đem lại tiện lợi cho xe. Ví dụ như quay ở vị trí này thì chắc chắn các bạn đang biết Vinh đang muốn nói cái gì. Chính xác luôn. Ở đây chúng ta bị thiếu đi một cái những cái móc nhỏ để chúng ta có thể treo nón, hoặc là khi trẻ nhỏ để chân lên đây thì chắc chắn sẽ bị chày cái vị trí này. Ba ga là một cái vấn đề chúng ta có thể giải quyết những cái khó khăn đó. Đây, đối với một chiếc ba ga thì chúng ta sẽ có hai phiên bản, màu đen hoặc là 7 màu. Đối với màu đen thì sẽ là 190, còn đối với 7 màu thì chúng ta sẽ có giá là 200. Ở hai bên sẽ có hai cái móc nhỏ để chúng ta treo đồ. Ở giữa sẽ có một cái kẹp nhỏ để chúng ta có thể kẹp áo mưa, hoặc là nếu như các bạn cảm thấy là cái ba ga này nó quá to lớn, không phù hợp với mình, thì Shop 2 Bánh sẽ có một cái phụ kiện nhỏ hơn cho các bạn, đó chính là móc treo đồ có giá là 40.000. Đối với móc treo đồ này thì chúng ta chỉ cần treo nhẹ ngay khúc này thôi, đó là chúng ta đã có thể treo nón và treo được những thứ gì mà chúng ta thích. Bản mới của Winner X họ đã rút ngắn cái phần xi nhan trước, trở nên gọn gàng hơn và ít bị vướng víu. Còn xi nhan sau họ vẫn giữ nguyên bản, cho nên nó vẫn còn hơi bị dài và khá thô đối với nhiều người. Vậy thì nếu như chúng ta muốn thay thế một cái mẫu xi nhan khác thì sao? Shop 2 Bánh sẽ có những cái mẫu xi nhan Tripit này để giới thiệu đến cho các bạn. Thì mẫu trên tay Vinh sẽ có là mã là L17. Đối với mã này chúng ta sẽ có giá là 350.000. Đây là phần thiết kế bên trong của nó. Thì các bạn thấy phần chân này được làm bằng cao su nè, sẽ cho khả năng chịu lực khi mà chúng ta lỡ có xảy ra va chạm gì được tốt hơn, không bị gãy. Đằng sau đây còn có một dải đèn LED mũi tên, và đằng trước là cái phần LED xi nhan này rất là sáng nha các bạn, bởi vì nó được làm bằng LED. Đây, kê vô bên đây cho các bạn xem. Mẫu xi nhan này Vinh xin nhắc lại là có giá là 350.000. Ngoài ra thì bên Shop 2 Bánh còn có những cái phiên bản xi nhan khác, các bạn có thể lên website để tham khảo thêm. Quay trở lại lên phần đầu xe, ở đây chúng ta nên có những cái thay thế gì? Đối với phần bao tay thì cầm nắm lâu nó sẽ bị hư, hoặc là đối với những cái người khó tính đi, bao tay zin không êm, thì có những cái thay thế nào phù hợp với xe không? Thì xin thưa với các bạn là bên Shop 2 Bánh sẽ có nhiều cái thương hiệu khác nhau. Nhân tiện ở đây thì Vinh sẽ giới thiệu đến cho các bạn mẫu Daytona Octa. Thì đối với mẫu này sẽ có giá là 400.000 đồng. Các bạn thấy kiểu dáng của nó vuông bức như thế này nè, từ trong ra ngoài đem lại cái sự độc đáo cho cái phần di động của mình. Bao tay được làm cực kỳ êm, tạo cảm giác thoải mái cho chúng ta khi mà chúng ta lái xe. Thì đối với những cái mẫu bao tay này chúng ta là tháo gáp như zin nha các bạn, bởi vì nó tận dụng loại ống ga zin trên xe của các bạn. Daytona còn có nhiều cái phiên bản khác nhau để cho các bạn lựa chọn. Nếu như Daytona vẫn còn chưa đáp ứng được cái nhu cầu của các bạn, bên Shop 2 Bánh còn có những cái phiên bản khác, ví dụ như là thương hiệu Arai, Racing Boy nè, Spider, và còn rất nhiều sản phẩm khác nữa. Đã thay bao tay rồi thì chúng ta không thể nào mà đi gù zin được các bạn. Đó là một cái combo nửa nạt nửa mở, nó không đẹp một tí nào. Thì Vinh có những cái thay đổi nhỏ để cho cái phần ghi đông của các bạn thêm đẹp đây. Đó chính là phần gù. Chúng ta sẽ có hai phiên bản, đó chính là Salaya Inox thì có giá là 180.000, dành cho những cái bạn nào mà chúng ta thích sáng bóng lạ mắt. Còn đối với những ai mà chúng ta thích cái sự liền lạc nhưng mà phải có điểm nhấn một chút xíu thì Carbon là một sự lựa chọn hoàn hảo với giá bán là 300.000. Kính zin đối với nhiều người đó là một cái sự hơi vướng víu. Chúng ta muốn một cái kính đẹp hơn nhưng vẫn có thể quan sát được ở phía sau mà vẫn phải là hàng chính hãng thì kính Racing Boy đáp ứng được những nhu cầu đó của các bạn. Một cây này sẽ có giá là 500.000 nha các bạn. Giá đối với nhiều người nghe vào thì nó hơi cao, nhưng nếu mà kể ra những công năng của nó thì các bạn thấy không cao một tí nào đâu. Chất liệu đằng sau của nó hay là cái phần chân này đều được làm hết bằng nhôm, rất là đẹp. Đó, đây còn có tem chống hàng giả. Phần thân kiến còn có thể tăng chỉnh lên xuống cao thấp, mặt kiến cũng có thể tăng chỉnh luôn. Đó, kính chống chói nền xanh, chống động xương. Đó, gặp một cây bên đây là đủ để chúng ta có thể quan sát.
Còn nếu như các bạn đã gắp một cây rồi thì lỗ ốc bên đây các bạn để lâu, thao kính bên này ra nó sẽ có một cái lỗ, thì nước sẽ vào bên trong sẽ làm hư hết những cái phần răng bên đó của cái kính. Thì chúng ta muốn mà lắp cái lỗ đó lại thì bằng cách nào đây? Có hai chi tiết ốc để các bạn lựa chọn và thay thế. Titan thì sẽ có giá là 45.000. Còn đối với một cái con ốc CNC với nhiều màu sắc để các bạn lựa chọn thì chúng ta sẽ có giá là 40.000. Quay trở lại với hệ chơi hai kiến, các bạn vẫn thích cái phong cách là đi hai bên kiến nhìn cho nó thư sinh, nhưng muốn một cái kiến gì đó nó khác zin, nó phải đẹp hơn nhưng mà vẫn phải dễ quan sát, thì chúng ta sẽ có cái mẫu kiến H2C kiểu giọt nước của Suzuki đó các bạn. Thì đối với mẫu kính này sẽ có hai phần khác nhau, đó chính là gọng inox chúng ta sẽ có giá là 100.000, còn một phiên bản nữa đó chính là gọng titan thì sẽ có giá là 120.000 các bạn. Đây, đó là một cặp gắp hai bên. Đối với phần đĩa thắng, nếu như các bạn có những cái đòi hỏi sản phẩm cao cấp hơn, đẹp hơn, khác với đồ zin thì chúng ta sẽ có thương hiệu Gaysin Boy là một sự lựa chọn Vinh cảm thấy là hợp lý nhất hiện nay, bởi vì chất liệu đĩa của họ được làm bằng thép rất là tốt, kiểu dáng mẫu mã lại đẹp nè, tháo gáp như zin mà còn là hàng chính hãng nữa. Thì đối với phần đĩa trước size là 256mm thì sẽ có giá là 400.000. Còn đĩa sau, đây là cái đĩa trên tay Vinh là đĩa sau đây, 220mm sẽ có giá là 320.000. Nhấn nhá thêm cho hai chiếc đĩa thắng này bằng 10 con ốc đĩa Salaya nữa thì nó vô cùng tuyệt vời nha các bạn. Và đối với bộ ốc 10 con dành cho đằng trước và đằng sau này thì sẽ có giá là 210.000. Ốc zin theo xe thì nó rất là đẹp nha các bạn, nhưng mà nó chỉ đẹp khi mà chúng ta mới vừa mua xe thôi, còn đi một thời gian lâu nó sẽ bị đen và bị xuống màu, nhìn nó rất là xấu xí. Để giữ cho cái dàn ốc của xe mình luôn đẹp, luôn sáng và luôn bóng thì ốc Salaya sẽ hoàn tất cái nhiệm vụ đó cho các bạn. Thì đối với một bộ ốc lốc nồi hoàn chỉnh 24 con dành cho bên trái và bên phải của phần nồi Winner đời mới nhất thì sẽ có giá là 380.000 đồng. Đó, cái vân ốc ở trên nhìn thôi là nó đã xịn sò, nó chất lượng rồi nè. Ốc bên dưới là được làm cực kỳ chuẩn dành cho từng size, vị trí ốc khác nhau luôn nha. Đó, quá đẹp. Cần số zin thì chỉ có đạp và móc thôi. Thì móc một thời gian, đối với những ai hay mang dài thì nó sẽ bị hư cái bề mặt ở trên đây. Và đẹp cách để chúng ta khắc phục cái tình trạng này, đó chính là thay ngay một cái cần số X1G dành riêng cho dòng xe Winner X, cả hai thế hệ luôn nha các bạn. Thì đối với cái gần số X1R này thì chúng ta sẽ có hai cái màu, đó là màu nhôm hoặc là màu đen để cho các bạn lựa chọn, thì sẽ có giá là 400.000. Đó, nó gáp là như zin nha các bạn, đằng sau có thêm một cái cần đưa lên để chúng ta có thể sang số tiện lợi hơn, không có làm hư cái bề mặt của dài. Đối với cái phần lọc gió zin thì chúng ta sử dụng khoảng 8.000 cây, thì tùy theo cái đoạn đường mà chúng ta đi có bụi nhiều hay bụi ít nữa mà chúng ta cần phải thay mới để nó lọc sạch bụi bẩn trước khi đưa không khí vào bên trong buồng đốt. Còn đối với những cái mẫu lọc độ đồ chơi này thì sao nè, nói mang tiếng là lọc độ vậy thôi nhưng mà nó gáp như zin nha các bạn. Chỉ cần tháo cái phần nắp này ra là chúng ta có thể gắn được cái mẫu lọc này vào. Thì đối với những cái mẫu lọc độ này, tuy là giá thành nó cao hơn zin nhưng nó là một cái sản phẩm gáp vào là các bạn có thể sử dụng được vĩnh viễn theo trọn đời xe của các bạn. Khả năng lấy gió của nó cũng tốt hơn, tăng mã lực cho xe của mình nè, lọc sạch bụi bẩn cũng tốt hơn. Thì đối với cái mẫu lọc gió của K&N này thì chúng ta sẽ có giá là 1.2 triệu nha các bạn. Còn lọc của DNA thì sẽ có giá là 950.000. Mức giá của tất cả những sản phẩm nãy giờ Vinh giới thiệu đến cho các bạn được cập nhật vào tháng 1 năm 2022. Cho nên sau này các bạn có xem lại video clip của Vinh vào một dịp tình cờ gì đó và mức giá có thay đổi một tí xíu thì các bạn vui lòng thông cảm cho shop hai bánh giùm nha. Và một thời gian sắp tới nữa Vinh sẽ làm những video clip hướng dẫn cho các bạn cặn kẽ về cách roll die của mẫu xe này, hoặc là những cái dòng nhớt chúng ta có thể sử dụng cho dòng Winner X mới nhất, hay là những cặp vỏ, những cái thương hiệu vỏ chúng ta có thể sử dụng cho cái mẫu xe này. Các bạn hãy đón xem những video clip đó của Vinh nha. Với phương châm là uy tín, chất lượng và giá tốt luôn là ba tiêu chí được shop hai bánh đặt lên hàng đầu. Cùng với đó là đội ngũ nhân viên kỹ thuật nhiều kinh nghiệm được chứng minh qua sự tin dùng của khách hàng trong nhiều năm qua. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.